chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với những nội dung đáng chú ý sau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng đối với đảng viên cao niên tại thành phố Tân An. Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng cho bầu cử trong điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng chống Covid-19. Tình thế giới, nhiều bang ở Ấn Độ gia hạn biện pháp phong tỏa. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay 17 tháng 5 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại phường 4 và phường 5, thành phố Tân An. Tại phường 4, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hải, nguyên trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh, ngụ tại phường 4 và trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Cung, nguyên trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương, công ty giao thông Long An, ngụ phường 5. Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí đảng viên cao niên. Đây là niềm vinh dự tự hào của đồng chí và gia đình, cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, nhân dân thành phố Tân An và tỉnh Long An. Đồng thời, ông cũng mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cho các thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển giàu đẹp. Sáng nay ngày 17 tháng 5 năm 2021, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 7 thành phố Tân An gồm ông Nguyễn Phước Đạt, ông Lê Công Đỉnh, ông Phạm Tấn Hòa, bà Vũ Thị Bích Hường, ông Nguyễn Minh Hùng, bà Quỳnh Thị Diễm Lệ, bà Lê Thị Ngọc Thuận và ông Trương Ngọc Toàn có buổi tiếp xúc với cử tri phường 1, phường 2 và phường 3 thành phố Tân An. Cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đô thị, hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội và các hội quần chúng ở cơ sở, công tác chăm lo cho hộ nghèo hướng đến giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các cử tri mong muốn ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như thực hiện đúng đủ những gì trong chương trình hành động mình đã trình bày. Đại diện các ứng cử viên tiếp thu những đóng góp và hứa sẽ ghi nhận những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội khi trúng cử, nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết để xứng đáng với lòng kỳ vọng của cử tri. Sáng nay ngày 17 tháng 5 năm 2021, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4, gồm ông Quỳnh Quốc Diệt, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, ông Dương Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức, ông Phạm Thanh Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bến Lức, bà Mai Thu Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Bến Lức, bà Trần Thị Thúy Hằng, sư cô Thích Nữ An Hương, trụ trì chùa Phước Long, xã Thành Đức, huyện Bến Lức, có buổi tiếp xúc với cử tri của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Cử tri xã Phước Lợi rất phấn khởi trước những vấn đề mà các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu lên trong chương trình hành động của mình, đồng thời kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nếu trúng cử nhiệm kỳ này, cần quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối với các vấn đề bức xúc của cử tri xã nhà, như đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm cải tạo hệ thống điện, nước sạch cho người dân sử dụng, cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường trên kênh rạch, v.v. Thay mặt các ứng cử viên, ông Dương Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức, tiếp thu các ý kiến gửi gắm của cử tri, thể hiện tâm huyết của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng là người đại diện dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân nếu được trúng cử. Sáng nay ngày 17 tháng 5 năm 2021, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, đơn vị bầu cử số 2, tiếp xúc bà con cử tri xã Hiệp Hòa và thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2 gồm ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ông Bùi Quang Nhân, Bùi Công Dân, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An, bà Vũ Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đức Hòa, ông Trần Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An, ông Ngô Thanh Truyền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,
bà Lê Thị Ngọc Hoa, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Đức Hòa và bà Nguyễn Trà My, bí thư đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Hậu Nghĩa. Cử tri cho rằng chương trình hành động của ứng cử viên đã thể hiện được tâm quyết, đề ra những mục tiêu cụ thể liên quan đến nhiều lĩnh vực gắn với chức trách nhiệm vụ của mình và được cử tri đánh giá cao. Cử tri cũng có một số ý kiến như việc trẻ đến độ tuổi đến trường nhập học còn khó khăn đối với một số người không có hộ khẩu thường trú tạm trú. Việc thực hiện vòng xoay đường Hồ Chí Minh đoạn xã Hiệp Hòa kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân cần sớm xem xét giải quyết. Tỉnh lộ 822, phương tiện qua lại nhiều nhưng mặt đường nhỏ, đường xuống cấp, cần sớm được nâng cấp, góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông. Cần sớm tu bổ chợ thị trấn Hiệp Hòa để người dân buôn bán thuận lợi, tạo vẻ mỹ quan cho thị trấn, vân vân. Cử tri bày tỏ mong muốn nếu người ứng cử trúng cử trong nhiệm kỳ 2021-2026 cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện chương trình hành động của mình. Thay mặt người ứng cử, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên và ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con cử tri. Ngày 17 tháng 5 năm 2021, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, đơn vị số 15 huyện Tân Thạnh, gồm ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, ông Bùi Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy huyện Tân Thạnh, bà Đinh Thị Phương Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, bà Dương Thị Bích Tuyền, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Tân Thạnh và bà Hồ Thị Thùy Linh, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Thạnh, có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri xã Hậu Thành Đông, Hậu Thành Tây, Bắc Hòa và Tân Lập. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi đậu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần thực hiện tốt theo chương trình hành động của mình. Ngoài ra, cử tri kiến nghị một số vấn đề như cần quan tâm đầu tư nhiều quá tuyến đường 837B đoạn từ xã Bắc Hòa đến giáp huyện Tân Hưng, nâng cấp mở rộng tuyến đường bờ trong kinh quận từ xã Hậu Thạnh Đông đến giáp ranh thị xã Kiến Tường, sớm đầu tư xây dựng cầu bắc qua kênh Kháng Chiến nối liền huyện Tân Thạnh với thị xã Kiến Tường, quan tâm đầu tư nạo vét kênh mương nội đồng, kết hợp làm đê bao lửng và trạm bơm điện, thực hiện cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, quan tâm đầu ra cho hàng nông sản. Ông Lê Thanh Đông, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri. Công điện số 668 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử, Bộ Y tế vừa có công điện số 668 đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế các địa phương triển khai nghiêm túc kế hoạch số 538 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương, bổ sung các phương án giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19, phục vụ bầu cử. Trong quá trình triển khai thực hiện bầu cử, phải bổ sung phương án cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đang cách ly và đang điều trị bệnh. Tại các địa phương đang phát hiện ca nhiễm, mỗi điểm bầu cử phải bố trí một khu vực cách ly tạm thời dành cho người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung, cách ly tại khách sạn, cách ly tại bệnh viện, khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện khử khuẩn bề mặt hòm phiếu trước và sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, hòm phiếu phải được để ở vị trí riêng và đánh dấu hoặc dán nhãn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm. Theo quy định, thành viên tổ bầu cử, người giám sát bầu cử, người vận chuyển hòm phiếu, người kiểm phiếu phải được trang bị hướng dẫn mặc và cởi bỏ các phương tiện phòng hộ cá nhân. Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều, thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian. Ghi chép thời gian bầu cử của cử tri để thuận lợi trong tổ chức quản lý và truy vết nếu có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2, đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử, không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 tham gia tổ bầu cử và hoạt động bầu cử. Công văn số 2727 của Sở Y tế Long An về việc phối hợp phòng chống COVID-19 trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, Sở Y tế Long An vừa có công văn số 2727 về việc phối hợp phòng chống COVID-19 trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện,
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo 5K trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, mạnh dạn xử lý đối với các cơ sở sản xuất vi phạm các phương pháp phòng chống dịch COVID-19, cũng như tiêu chí đánh giá có nguy cơ lây nhiễm. Chỉ đạo ban ngành và đơn vị liên quan triển khai việc điều tiết giao thông đi lại, tránh ùn tắc giờ cao điểm tại cổng các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trung tâm y tế cấp huyện khi tiếp nhận thông tin hoặc phát hiện có trường hợp nghi ngờ nhiễm trong khu công nghiệp, lập tức khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần F1, tiếp xúc với tiếp xúc gần F2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng hoặc có mặt trên cùng phương tiện chuyên chở người lao động với ca bệnh F0 đều coi là tiếp xúc gần F1. Khẩn trương thực hiện cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong vòng 24 giờ kể từ khi được xác định là người tiếp xúc gần F1. Các trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần F2 cách ly ngay tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Lập danh sách và thông báo ngay cho tỉnh, thành phố, thông tin những người lao động có liên quan đang cư trú tại các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng. Hỗ trợ hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19, hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt theo quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật khi nhận được thông tin về các trường hợp người lao động tiếp xúc gần F1 đang cư trú trên địa bàn do các tỉnh, thành phố khác gửi đến, cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị cách ly lấy mẫu xét nghiệm trong vòng 24 giờ và thông báo kết quả xét nghiệm cho tỉnh, thành phố nơi người lao động công tác để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ cao, cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám tư nhân tại cộng đồng, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa khu vực thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp lấy mẫu sàng lọc ngẫu nhiên. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khi vai trò của các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến biên giới càng trở nên quan trọng, thì trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ càng nặng nề hơn. Thời điểm này, thì sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ là động lực to lớn để những lá chắn nơi tuyến đầu chống dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa trực tiếp đến từng điểm chốt để thăm nơi ở, làm việc, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ. Trong đó, đồn biên phòng Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới gần 9 km. Đơn vị đang triển khai 2 chốt và 8 tổ gác kiểm soát lưu động ngăn chặn phòng chống dịch COVID-19 túc trực 24/24 giờ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh cũng như đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đến thăm, động viên anh em cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới ráng cố gắng giữ sức khỏe cho thật tốt. Cái thứ hai nữa thì làm nhiệm vụ của chúng ta trên tuyến biên giới, ngoài nhiệm vụ là bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thì một nhiệm vụ trong thời điểm hiện nay hết sức quan trọng của chúng ta đó là phòng chống dịch. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành tỉnh cũng như các huyện, thị xã ở tuyến sau, thành phố tuyến sau, chúng tôi luôn luôn quan tâm và sẽ hỗ trợ để tạo điều kiện tốt nhất cho các đồng chí, các cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới làm tốt được nhiệm vụ. Cùng với 30 chốt bán kiên cố, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có khoảng 150 điểm quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. Thời gian qua, tỉnh chỉ đạo bộ đội biên phòng cùng các lực lượng phối hợp đầu tư cơ sở vật chất để các điểm chốt ngày càng kiên cố, trong đó có việc vận động người dân, địa phương hỗ trợ tuyến sau đỡ đầu tuyến trước và trích từ ngân sách. Trong thời gian vừa qua đó, thì lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng là phối hợp với anh em trên toàn tuyến biên giới này để chúng ta đầu tư thêm các cơ sở vật chất để những cái điểm, những cái chốt nó ngày càng kiên cố hơn để anh em làm tốt cái nhiệm vụ. Trong điều kiện cho phép thì chúng ta làm từng bước, chúng ta phải lắp đặt thêm cho đầy đủ thêm những cái trang thiết bị tối thiểu để anh em cán bộ chiến sĩ tuần tra ngày đêm trên tuyến biên giới này đảm bảo về sức khỏe, có nơi trú mưa trú nắng, sau khi làm nhiệm vụ về có chỗ nghỉ chân.
Ngoài quân số tại chỗ, tham gia kiểm soát biên giới còn có lực lượng tăng cường từ các tỉnh bạn như Bến Tre, Nam Định, Ninh Bình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an và quân dân địa phương. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tích cực hướng dẫn các chiến sĩ được tăng cường, hiểu điều kiện sinh hoạt ở địa bàn biên giới và tai mắt của người dân để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ. Chúng tôi cũng đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch, phương án, cũng như khi có cái tình hình diễn biến phức tạp để xử lý kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động bất ngờ. Ba cái lực lượng công an, quân sự, biên phòng thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương cũng như ủy ban huyện đã có kế hoạch phương án, đồng thời ba cái lực lượng thì cũng đã có cái kế hoạch phương án bảo vệ thành công cái cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp cũng như bầu cử đại biểu Quốc hội. Thì qua đây thì chúng tôi cũng xin hứa là cùng nhau giữa các lực lượng đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo đã giao cho chúng tôi. Mặc dù vợ đang mang thai, nhưng như các chiến sĩ xa nhà khác, Trung úy Đặng Phú Đông, quê huyện Cần Giuộc, cũng đành gác lại niềm riêng để tập trung làm nhiệm vụ. Anh công tác tại đồn biên phòng Thuận Bình từ năm 2018 và lập gia đình cùng thời điểm đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát vào năm ngoái. Gia đình thì cũng ở xa, cho nên là do điều kiện nhiệm vụ được giao thì anh em cũng khắc phục khó khăn. Nhưng mà mình cũng là trong tiếng miền Nam, cho nên cũng là đã gần hơn là các anh em về tiếng phía Bắc vào. Thì nên anh em mình cũng động viên và an tâm tư tưởng công tác với nhau để cùng khích lệ tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao. Không quản ngại điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trên từng km đường biên, những lá chắn thép ngày đêm vững vàng bám chốt, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới, với tinh thần chống dịch như chống giặc để hậu phương luôn bình yên. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người trong ngành y tế, quân đội, công an đã rời xa gia đình, hy sinh hạnh phúc riêng để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Thậm chí khi người thân qua đời vì nhiệm vụ chống dịch cấp bách, họ đã không thể về nhà để chịu tang. Không có sự mất mát nào lớn hơn mất cha, mất mẹ. Vậy mà lần cuối tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Trung sĩ Phùng Minh Phục, trực thuộc Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An lại không thể có mặt. Ngày 15 tháng 5, sau 3 ngày vào phục vụ tại khu cách ly tập trung đặt tại Trung đoàn 738, huyện Bến Lức, Trung sĩ Phục được tin mẹ ruột qua đời. Dù rất mong muốn được về chịu tang mẹ, nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp, Trung sĩ Phục đành nén đau thương ở lại khu cách ly để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và cúi đầu chịu tang mẹ từ nơi xa. Để động viên chia sẻ với nỗi đau của Trung sĩ Phục, được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy Trung đoàn 738 đã lập bàn thờ tại khu cách ly để Phục và đồng đội bái vọng. Ngoài tổ chức công việc hàng ngày thì cử một đồng chí để mà theo dõi và sát với đồng chí Phục để lo hương án của trên bàn thờ của mẹ. Về mặt đơn vị thì đã cử cán bộ về tới tận gia đình để mà an ủi động viên gia đình, để gia đình hiểu rõ là đồng chí Phục đang thực hiện một nhiệm vụ rất là cao cả, đang là phòng chống dịch nên không thể về được với gia đình được. Chia sẻ với em nó đừng cho nó hiểu từ từ để nó đừng có bị cái cú sốc gì vậy đó. Em cứ nghĩ là trong kháng chiến thì ở cha mẹ mình ở nhà, mà mình đi kháng chiến thì mà cha mẹ mình có mất mình cũng không có về được. Còn mình bây giờ thời bình này thì mình chống Covid này thì cũng như là chống giặc, cho nên là mình phải cố gắng, mình phải vượt qua. Giờ chúng ta phải biết là hy sinh việc riêng vì việc lớn. Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 738 vừa tiếp nhận 43 công dân nhập cảnh từ Mỹ trở về nước ngày 12 tháng 5. Đồng chí Phục là một trong 8 chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp xúc với 43 công dân tại khu cách ly này. Nói với em một câu vậy. Năm xưa ông cha ta đánh giặc ngoại xâm vì nghĩa quên thân. Ngày nay chúng ta công việc Covid cũng như đánh giặc. Tinh thần của chính phủ mà.
dịch Covid như dịch dạng, vì nghĩa quân thân, tinh thần bất khuất của bộ đội Cụ Hồ. Những hình ảnh người chiến sĩ đội khăn tang, cố nén đau thương, lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt mẹ qua bàn thờ vọng, với quyết tâm cùng đồng đội chống dịch, khiến cho tất cả mọi người trong khu cách ly đều nghẹn ngào, cảm phục và biết ơn. Đồng thời thể hiện phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, luôn sát cánh cùng nhân dân trong gian nan nguy hiểm. Năm học có thể kéo dài sau ngày 31 tháng 5. Đối với một số địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, thời gian năm học có thể kéo dài sau ngày 31 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp, cùng với các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách phù hợp để có thể thực hiện tốt khẩu hiệu 5K về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo chất lượng hoàn thành chương trình trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, từ hôm nay 17 tháng 5 năm 2021, cùng với Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Agribank chi nhánh tỉnh Long An thực hiện chính sách miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước. Chương trình này nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chương trình áp dụng đồng loạt tại 20 điểm giao dịch trên toàn tỉnh và cả các kênh thanh toán chuyển tiền trong hệ thống, ngoài hệ thống như giao dịch tại quầy, ATM, ngân hàng điện tử, Agribank e-mobile banking, SMS banking, Benplus. Đối tượng áp dụng chính sách miễn phí là khách hàng cá nhân và tổ chức có tài khoản thanh toán tại Agribank. Bên cạnh đó, Agribank Long An đã trang bị các máy đánh giá giao dịch viên tại các quầy giao dịch để khách hàng có thể đánh giá mức độ hài lòng và các ý kiến đóng góp của khách hàng, qua đó giúp Agribank Long An hướng đến công tác chăm sóc phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Tôi gửi tiền ngân hàng đây là 25 năm rồi. Là tôi gửi kỳ hạn 1 năm, mỗi tháng tôi mỗi rút lại. Đến đây nhân viên là hài lòng vui vẻ, tiền bạc đếm là không dư không thiếu. Đó, vui vẻ khách hàng. Đó, tôi tin tưởng tôi mới gửi đây. Ngoài ra, Agribank Long An còn dành tặng thẻ khách hàng VIP đối với khách hàng truyền thống, khách hàng giao dịch thường xuyên sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của Agribank. Khi sử dụng thẻ này, khách hàng sẽ được vào quầy giao dịch ưu tiên. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc khách hàng của Agribank Long An kể từ hôm nay. Hôm nay là em được nhận cái thẻ VIP á, thì em rất là vinh dự và vui mừng. Em giao dịch với Agribank là cũng là trong một cái thời gian cũng rất là dài, cũng nói chung là cũng như là khách hàng truyền thống của Agribank luôn. Vì giống như bên Agribank là có nhiều cái sản phẩm dịch vụ như là bảo an tín dụng, mobi banking, internet banking, những cái sản phẩm đó là coi như nó rất là tiện ích. Khi mà tiền về hay là có số dư phát sinh là nó thể hiện hết, là em sẽ cập nhật được liền. Dạ, thì những cái sản phẩm đó là mang đến cho doanh nghiệp là xài cảm thấy là rất là hiệu quả. Việc miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước đợt này dự kiến có trên 212.000 khách hàng của Agribank Long An được áp dụng chính sách ưu đãi lớn, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ở địa bàn nông nghiệp nông thôn.